con này là con gì hết, con này giống cái con phân ấy, con này là con gì? Bây giờ mình sẽ bắt đầu tô màu nha. Phân tô màu một con này là cái gì? Dấu bút à? Máy à? Mình máy à? Rắn à? Nó nói chung là một cái con gì đấy, nó một con cô yên thường á. Tôi cứ ở cái nó lên mẹ họ. Ê tưởng nôn ra đây rồi. Con này hợp với màu xanh lá. Đây mình sẽ chụp lại con này và để search xem con này tên là gì. Kim chi. Con này tên là kim chi mọi người ạ. À. Cute phết. Kim chi chowder. Con này nó có một màu nâu thôi. Con này là kích. Nhầm, con này là phân. Mình lỡ mồm thôi. Ờ, tối nay ăn gì nhỉ? Là vòng quay may mắn tiếp. Không phải để vào nó mới thú vị chứ. Nếu mà vào cái đấy thì mình sẽ quay lại. À bỏ cả rán đi, nhớ nó vào cái đấy thì chịu. Khóc, khóc thêm một đời. Nha. À. Anh sao có nghĩ ra món gì không để em thêm vào? Đừng quay may mắn. Món gì mà anh đứng này không biết nấu thì như không à? Anh Đức ơi, tối nay ăn gì ạ? Mọi người cho em một vài món đi để em thêm vào. Hay là em bỏ mấy món hôm qua ăn đi nhá. Thấy chưa, tôi đã bảo rồi, để nguyên nó hay hơn. Để nguyên nó hay hơn. Mày anh Đức nấu một tuần thịt luộc cho anh sang ăn đi. Đợi em tôi nốt cái con này. Ok. Sau khi tô nó cùn thì mình phải gói tiếp nha mọi người. Đệt. Đây, vòng quay may mắn. Ở đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Giờ thì mình sẽ hoàn thành nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha mọi người, hãy theo dõi mình nha. Ôi, anh thấy màu son em hôn đi thâm không? Ôi thâm ấy nhở? Ôi thâm lắm hả? Đẹp phết mà. Trông tây tây. Cái này phải quá. Để rồi để em có anh ơi. Đâu đây là nhiều vòng quay mà, nhiều vòng quay khác mà. Đây này mình đấy, xuống dòng mình thêm một ô nữa này. Đấy. Xóa hết mấy cái này đi. Đầu tiên là gì ạ? Thịt luộc. Thịt kho chín. Gì nữa nhỉ? Tự dưng quên hết mấy món hôm qua rồi. Ok nha mọi người. À đây.
tôm chiên cá cá nướng thôi, cá kho. Không, nhiều cá vậy, em cho thêm món cá nướng vào thôi, nhiều Nhưng cá mà quá. có món mà, bởi vì thịt kho thì luộc cũng là món mà. Thế nên hai món cá rán hoặc cá Không, cái nướng đấy nó thôi, phải hay là là con. trứng rán À. thịt, chả lá lốt, mực xào, gì nữa, à, sườn, xào chua ngọt. À, món gì nữa nhỉ? Cái món vừa nghĩ ra, à, giò xào. Sáu phút nữa đi mọi người, nữa đi mọi người. Món gì nhỉ? Ờ, mì quay. À, Vịt vịt, luộc, vịt luộc gà luộc. măng. Không, à gà luộc cũng được. Gà luộc, gà rang. Gà rang gừng. Ngon mà. Thế thì thôi, loại món này đi. À, gà rán. Món gì nữa anh ta? Món gì nữa? Thôi, em ghét món đấy vậy. Cái này á, sao sao chứ anh sao có món gì cho thêm vào đi, Anh sao có món gì không? Anh cho thêm vào thì đây. anh bảo ăn mới đúng ăn cái được đâu Món thì đúng ăn thì gì nhỉ? kho có món gì không. Đây là thịt luộc, thịt kho, tôm chiên, cà rán, cà nướng, vịt quay, trứng rán, thịt chả lá lốt, mực xào, sườn xào chua ngọt, giò xào, vịt luộc măng, gà luộc, gà rán, đậu rán. Khiếp, nếu mà vào đậu rán là ăn nguyên đậu rán với cơm luôn Chính xác, hai vậy phải hai lần đúng đấy rồi. ạ. Ăn Có nó lòng đi. xào dưa vào đấy. À, lòng xào dưa nhỏ ngon vãi. Lòng xào dưa. Cái này nghĩ được rồi. Mực xào có rồi ạ. Lòng xào dưa gì nữa? Chắc thế này thôi, em thấy hơi nhiều á. Đang Nhiều tưởng vãi. tượng còn một món thôi mà áp lực nó nhiều thế nào, không không biết chọn món nào. Em cũng không biết luôn. Nhiều mà nhỉ. Nhiều thế này, không cứ chích, không biết chích. Để em quay luôn nè. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc là mọi người có thể tự sáng tạo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé. Bye bye.